Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì kênh của mình đã được bật tính năng hội viên hay còn gọi là tính năng supporter. Nếu anh em tham gia làm hội viên của kênh mình với chi phí chỉ là 30.000 một tháng thì anh em sẽ được nhận huy hiệu của hội viên. Và mỗi khi anh em comment trên các cái livestream của mình thì nó sẽ nổi bật hơn, giúp mình dễ dàng tương tác hơn. Ngoài tính năng hội viên ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách sử dụng tính năng super chat và super sticker để donate trực tiếp trên những cái buổi livestream của mình. Hello, xin chào anh em đã đến với HCL Club và mình là Nam Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series phân tích hồ sơ quốc dân. Và số hôm nay nó sẽ là trường hợp của Michael Ballack. Ngay từ thời điểm đầu ra mắt thì Ballack đã chiếm được cảm tình của đa số người chơi L4 với cái mức độ toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng thủ tại ở vị trí CDM. Đặc biệt là Ballack còn sở hữu cho mình cái khả năng sút xa như rocket hạng nặng. Ngoài ra thì Ballack lại còn sở hữu thêm hai team caller rất là chất lượng, đó chính là Bayern và Chelsea, nên rất được nhiều anh em ưu tiên sử dụng. Hiện tại chúng ta đã có tới tận 15 mùa thẻ đã ra mắt của Ballack với rất nhiều những cái tùy chọn phù hợp với sở thích và tài chính của người chơi. Hôm nay thì mình sẽ đưa tới cho anh em thông tin chi tiết đặc điểm về tính chất của các cái mùa giải mà Ballack sở hữu để anh em có thể dễ dàng chọn lựa và cân đối so với đội hình của mình. Đầu tiên thì đấy sẽ là mùa thẻ Icon. Hiện tại thì đây là cái phiên bản tốt nhất của Ballack, toàn diện hết ở các mặt, gần như là không có điểm trừ nào ngoại trừ việc chưa được lên 2 chân 5 năm thôi. Và khả năng sút xoáy của Ballack cũng chỉ nằm ở mức trung bình khá. Và một vấn đề nữa với phiên bản này đó chính là cái mức lương và mức giá để đưa được Ballack Icon về là tương đối căng, nên anh em cần phải xem xét kỹ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có mùa thẻ Best World Cup. Về căn bản thì đây là cái mùa thẻ khá là tốt của Ballack. Tuy nhiên thì nó có khá nhiều vấn đề bất cập. Về mặt tấn công thì nó khá giống so với phiên bản BTB. Xử lý bóng rồi xoay sở và các cái tình huống truyền trọt kiến tạo thì nó rất là tốt. Và đặc biệt thì đó chính là khả năng ZD nó cũng được cải thiện hơn đáng kể so với các cái mùa thẻ khác. Đây thường là cái điểm hạn chế của Ballack, đấy, anh em có thể lưu ý điểm này nhé. Tuy nhiên về mặt phòng thủ thì có lẽ nó rất là đáng tiếc đối với Ballack Best World Cup. So với mức lương mà anh em bỏ ra là 26 và cái giá cả để anh em có thể rước con hàng này về thì cái kỹ năng phòng thủ con này nó chưa được đảm bảo. Ballack Best World Cup tham gia tấn công rất là tốt nhưng mà phòng ngự nó sẽ là không được như kỳ vọng. Tiếp theo chúng ta sẽ có Ballack LN. Cũng tương tự như trường hợp của Best World Cup, là một cái phiên bản được nâng cấp lên và thiên về công hơn, nhưng về khoản phòng thủ lại chưa được đáng kể và tương đồng so với mức lương anh em bỏ ra, nên là anh em sẽ cần phải cân nhắc khi đầu tư cái phiên bản này. Tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản BTB. Theo mình thì con hàng này đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nếu anh em sử dụng Ballack. Ở quãng tầm tiền và mức lương để mua Ballack thì cái phiên bản này đang tấn công rất là tốt và về mặt kiểm soát bóng thì cũng rất là ok và có thể dễ dàng làm chủ các tình huống bóng. Về phòng thủ thì nó nằm ở mức ổn áp so với cái mức lương anh em bỏ ra là 24. Tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản FA. Phiên bản này là số ít mùa thẻ mà Ballack được build rất là tối ưu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Nói đơn giản để anh em có thể coi đây là cái phiên bản CFA nhưng được nâng cấp lên về khả năng tấn công. Tất nhiên là so với mùa thẻ Best World Cup và mùa thẻ LN thì khả năng tấn công có thể thiếu đôi chút. Nhưng mà vì đây là Ballack nên với cái kỹ năng tấn công vừa đủ với khả năng sút xa và phòng thủ ngon thì chắc chắn là sẽ được lựa chọn và ưu tiên lên nhiều hơn ở cái mức lương 24. Tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản EPS. Có hai mùa thẻ Ballack sở hữu thể hình to và một trong đó chính là mùa thẻ EPS này. Điểm đáng chú ý đầu tiên đó là khả năng tranh chấp tay đôi. Vốn dĩ thì Ballack đã luôn có cái lợi thế trong những cái tình huống tranh chấp tay đôi rồi, và với cái phiên bản này thì nó còn khỏe hơn nữa. Tuy nhiên thì vấn đề cũng nằm từ phần thể hình này. Ballack xoay sở nó sẽ khó hơn và không dễ để làm chủ trong những tình huống kiểm soát bóng. Phiên bản này thì Ballack cũng không có cảm giác nhiệt khi mà vào bóng tranh chấp. Thường là anh em sẽ cần phải điều trò nhiều hơn để chủ động. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có mùa thẻ cáp. Rất tương đồng so với phiên bản EPS, nhưng mà thay vì búp chỉ số công hơn thì phiên bản này được búp thêm về chỉ số phòng thủ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có phiên bản CFA. Đây là cái mùa thẻ mà Ballack được build theo thiên hướng phòng thủ tương đối cao. Như đã thể hiện qua các cái chỉ số thì hiệu suất phòng thủ của cái mùa thẻ này nó là hơn thấy rõ so với các cái mùa thẻ khác. Ngoài ra thì cái lực sút và khả năng sút xa của Ballack vẫn ở mức khá là tốt để anh em có thể sử dụng. Nên nhìn chung thì con hàng này vẫn khá là ổn áp ở vị trí CDM. Tất nhiên là nó sẽ hạn chế về mặt tốc độ và các cái chỉ số tấn công, nhưng mà theo mình thì nó nằm ở mức chấp nhận được so với giá cả anh em bỏ ra. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có phiên bản MC.
Thì đây thực sự là một trong những phương án ưu tiên sử dụng hàng đầu với Ballack và đã khẳng định được cái vị trí của mình suốt một thời gian dài trên cái bảng xếp hạng top những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại Sever Hàn. Tuy nhiên thì với việc được nâng lương tổng dần theo thời gian thì thời gian gần đây thì cái phiên bản MC đã không còn giữ được cái sự ưu tiên sử dụng hàng đầu nữa, mà thay vào đó đó là cái phiên bản BTB và phiên bản FA. Nhưng mà dù sao thì với một cái mức thẻ cộng cao thì cái phiên bản MC vẫn là cái phiên bản rất toàn diện và đáng để đầu tư hàng đầu với lại trường hợp của Ballack. Tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản LH. Trên thực tế thì giai đoạn đầu ra mắt, Ballack LH là một trong những con hàng rất được đáng chú ý ở cái mùa thẻ LH này. Tuy nhiên thì theo thời gian thì Ballack LH dần đuối hơn so với những cái thẻ ra mắt sau, đó chính là MC, FA, BTB. Đấy, thời điểm hiện tại thì điểm hạn chế của thẻ này chủ yếu đến từ tốc độ hơi bị chậm và cái khả năng giữ thăng bằng nó cũng không được tốt nữa. Còn về căn bản thì với một cái mức thẻ cộng cao thì LH vẫn là một phương án giảm lương ok dành cho anh em đá ở vị trí CDM. Và cuối cùng chúng ta có phiên bản HOT. Với phiên bản này thì không những tốc độ không được đảm bảo như cái phiên bản LH mà khả năng hỗ trợ phòng thủ nó còn hạn chế hơn tương đối nhiều. Để đầu tư con hàng này thì phải nằm ở mức thẻ cộng 8 mới có thể dùng, nhưng mà nó chỉ nằm ở mức để giảm lương cho anh em thôi, với mức lương 19 nhé. Sau đây thì sẽ là một số những câu hỏi so sánh mà mình thường gặp khi anh em chọn mua Ballack ở vị trí CDM. Đầu tiên thì đó sẽ là Ballack Icon 5 hay là Ballack MC8. Về trường hợp của hai con hàng này thì dĩ nhiên là mình đang dành cái sự ưu tiên hơn dành cho Ballack MC khi mà ở cùng cái quãng giá như thế này. Đấy, thì anh em có thể đầu tư con hàng này với cái chỉ số nó vượt trội hơn khá là rõ ràng, kể cả tấn công lẫn phòng thủ. Và cái quỹ lương của nó cũng chỉ là 22 thôi, quỹ lương con này tận 25 cơ. Còn anh em đầu cơ cho con hàng này để đợi tăng chỉ số thì anh em hoàn toàn có thể. Tiếp theo đó là trường hợp của Icon và Best World Cup. Tuy là cái phiên bản Best World Cup này nó được nâng cấp lên các cái điểm liên quan đến phần tấn công, nhưng mà theo mình thấy là nó thực sự nó không cần thiết lắm. Còn về mặt phòng thủ thì nó lại kém hơn tương đối rõ so với phiên bản Icon. Và ngoài ra thì cái phiên bản này cũng có mức lương đến tận 26 lận. Nên là cái phương án anh em dành cho phiên bản Icon nó vẫn sẽ là cái sự ưu tiên. Tiếp đến là cái phiên bản Best World Cup và phiên bản LN. Như anh em cũng có thể thấy được thì với quãng lương 25-26 này thì hai con này về mặt chỉ số khá trùng nhau. Tuy nhiên là con Best World Cup nó đang cho thấy cái sự nhỉnh hơn rất là đáng kể về mặt tấn công. Nên là cá nhân mình sẽ đầu tư con hàng Best World Cup này. Phiên bản BTB hay là phiên bản FA? Đây là cái câu hỏi mà mình được gặp nhiều nhất ở cái cùng quãng lương và cùng cái quãng giá mà anh em đang định đầu tư một trong hai con hàng này. Nếu anh em yêu cầu Ballack với cái mức độ tổng quát cao hơn, tức là cả phòng thủ lẫn tấn công nó đều nhau, thì anh em nên ưu tiên sử dụng con hàng FA này. Đấy, thì cái mức độ của nó sẽ toàn diện hơn so với con hàng BTB. Còn nếu anh em cần một con Ballack nó có khả năng cầm bóng, kiểm soát bóng tốt hơn, rồi khả năng tấn công nó sẽ tốt hơn và linh hoạt hơn, thì mình nghĩ là phiên bản BTB này nó sẽ là sự lựa chọn này cho anh em. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản là EPF, phiên bản CAP và phiên bản CFA. Thì nếu anh em cần con hàng Ballack thiên về công hơn một chút thì anh em dùng phiên bản EPF. Anh em sử dụng con hàng thiên về thủ hơn một chút thì anh em dùng phiên bản CAP. Còn anh em sử dụng phiên bản CFA sẽ là cái phương án thuần thủ dành cho anh em. Tiếp theo đó là trường hợp mà MC6 hoặc là EPS5. Thì với trường hợp này thì mình nghĩ là nó sẽ nằm ở phần lương của anh em để anh em đưa ra lựa chọn và cái sở thích sử dụng một cầu thủ có thể hình trung bình hay là thể hình to. Nó sẽ tùy vào việc anh em quyết định. Mình thì mình hay sử dụng Ballack EPS ở mức thẻ cộng 5 cho vị trí CDM hơn. Vừa rồi thì đấy là những cái phân tích đặc điểm của mình về các cái mùa giải của Ballack, cùng với đấy là những cái so sánh với các cái mùa giải mà anh em thường đặt ra khi mà lựa chọn Ballack để thi đấu ở vị trí CDM của team mình. Nếu anh em thấy cái bài phân tích hồ sơ quốc dân về Ballack này hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like và một share, và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.
Thank you.